Rồi cả nhà nhanh rồi. Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Thì gia đình Dung đang khởi hành đi đi Barcelona để cho tụi nhỏ nó coi aquarium, nó cái bể cá ở dưới dưới biển nó cô chú Sở Tú á. Thì mình sẽ ghé qua đón cháu của ông xã Dung nữa. Đó là ba chở ba đứa đi. Tại vì thằng kia nó cũng chưa có đi nữa. Toàn là người lớn đi không à. Dung á thì Dung đi 2 lần rồi. Cho nên là tụi nhỏ rất là háo hức luôn. Bonjour. Xin chào bà cô chú. Xin chào bà cô chú. Xin chào bà cô chú. Hello. Nhanh. Oui, je reste là. Xin chào bà cô chú, tạm biệt bà cô chú. Xin chào, tạm biệt luôn. Dung mời cô chú anh chị đi tham quan Barcelona với gia đình Dung nhé. Đi 3 ngày rất là ngắn luôn cô chú anh chị, nợ quần quần ngày hôm qua không là nó thời gian qua rất là nhanh luôn. Hôm nay lại đi cả ngày nữa rồi. Ngày mai thì Dung mua quay ở đây cho cô chú anh chị xem, rồi thứ tư mình lại về rồi. Ngày xưa ở trong Tây Ban Nha đó cô chú anh chị thì có rất là nhiều cái trạm thu phí nha. Mình vừa ra khỏi một cái thành phố là cứ có một cái trạm thu phí, nhưng bây giờ người ta đập bỏ hết đó cô chú anh chị. Bây giờ là đi ra mà không có tốn tiền, không có tốn tiền phí đường nữa. Mình đi thẳng luôn, họ dẹp hết trơn rồi. Chứ mỗi một lần đi ra là 10 mấy đồng, 20 mấy đồng. Đi càng xa thì càng nhiều tiền. Từ thành phố Rosas về Tây Barcelona là khoảng 130 cây, chạy 1 tiếng đồng hồ mà cô chú anh chị. Đây là mình đang ở địa phận của Barcelona, và từ cái chỗ này, từ cái tòa nhà này có một cái lối đi bộ ở cái công viên nữa cô chú anh chị. Mình đi thẳng dài lên là sẽ vào trong trung tâm của Barcelona, cũng rất là gần luôn. Thì hôm nay thì chủ yếu là Dung dẫn tụi nhỏ đi coi l'aquarium ở Barcelona, chứ mà không có mình, nếu mà còn thời gian thì Dung sẽ vào trong trung tâm thành phố, chứ mình không có quần nguyên một ngày ở đây, tại đi rồi về nữa, rồi chiều rồi mình còn planning cho buổi chiều nữa. Tới Barcelona thì khi mà mình thấy cái tượng đài này đó cô chú anh chị, là đánh dấu ngay trung tâm ở trong này. Từ cái tượng đài này đi lên là có một cái quảng trường nữa, rất là đẹp. Mà người Tây Ban Nha thì họ kiểu như sống về đêm, mình ăn 7 giờ tối còn họ thì còn 9 giờ á, mùa tới trở lên á thì họ còn ngoài đường á cô chú anh chị. Cái chỗ này là nằm ngay biển rồi cô chú anh chị, cho nên là mình thấy các bức tượng về tôm cá rồi. Rẽ bên tay phải một chút xíu nữa là mình đã tới công viên dưới nước ở Tây Ban Nha rồi. Gia đình Dung đi là dự định 1 tiếng đồng hồ là tới rồi cô chú anh chị, nhưng mà thành ra 1 tiếng rưỡi lận, tại vì vô trong Barcelona rồi kẹt xe dữ lắm luôn. Ông xã Dung chưa bao giờ đến chỗ này hết trơn á. Là cái l'aquarium, là cái công viên dưới nước ở trước mặt á, mà ông xã Dung cứ đi tìm không à. Bây giờ mình sẽ đi vô và Dung mua vé, chứ Dung không có mua vé qua online. Thì mình tùy, nếu mà mình mua vé tại chỗ hoặc mua vé online thì mua vé trong ngày thì nó cũng giống giá cô chú anh chị. Đó. Thằng cháu của ông xã Dung á, nó đi trên xe nó ói từ lúc nó đi cho tới lúc nó sẽ xuống xe luôn á, mà giờ ông tính bơ hả? Phía đối diện công viên dưới nước là các cửa hàng mua sắm và
chỗ nhà hàng ăn uống rồi này kia. Thì một lát khi mà mình ra thì Dung dẫn tụi nhỏ qua đây ăn. Mà ở trong cái công viên cũng có nhà hàng rồi này kia luôn. Ba đứa này là cách nhau có một tuổi thôi cô chú anh chị, nhưng mà thằng cháu cung xã Dung thì nó đô con hơn, nó ú hơn, mà ba ổng háo hức lắm luôn. Bây giờ thì mình sẽ xếp hàng để đi mua vé. Thì cô chú anh chị nào mà chưa tham quan công viên dưới nước ở Barcelona thì Dung mời cô chú anh chị cùng tham quan với gia đình Dung nhé. Vé vào cho trẻ em là 17 euro, vé vào cho người lớn là 24 euro và người lớn tuổi trên 65 tuổi thì giảm còn 20 euro. Nhà mình đi hai người lớn và ba trẻ em là 99 euro. Ở đây người ta cho mình chụp hình quay phim nhưng mà không có mở đèn flash nha cô chú anh chị, không hút thuốc nè, rồi không có dẫn động vật chó mèo đồ vô. Allez, allez, suivez, papa, là, on va rentrer voir le poisson. Cái lối đi xuống á, thì người hai bên người ta trồng cây cảnh, trồng trúc rồi này kia đó. Đây là chỗ những cái lá thư, những cái trẻ em nó viết lá thư giống như bảo vệ các loài cá rồi này kia đó cô chú anh chị. Dung thiệt tình là chia sẻ kinh nghiệm với cô chú anh chị luôn. Những ai chưa đi thăm cái công viên dưới nước á, là chỉ nên coi video của Dung thôi. Thật sự là trên video và trên ở ngoài nó y vậy à. Tại vì cá đó trong lòng kiến không à, nhìn nó cũng vậy đó. Coi nhiêu đó thôi à cô chú anh chị ơi. Đó là Dung quay cho cô chú anh chị xem. Ngày xưa cái thời Dung đi á là có rất là nhiều luôn, mà bây giờ nó ít hẳn đó cô chú. Những cái cá đồ như kia mình so hình của mình bây giờ với hình của hồi xưa nó thiếu nhiều lắm. Mà những cái lồng cá này cũng lâu lắm rồi á, cá nó cũng già rồi. Đây là giống như cái loài rong biển á cô chú anh chị, nó sống luôn á, nhìn nó nhúc nhích. Có rất là nhiều khách du lịch nói tiếng Đức nè, tiếng Trung Quốc nè, rồi tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tùm lum ở trong này, Pháp rất nhiều luôn. Mà Ý là Dung đi vào tháng 4 á, nhưng mà Dung vậy nhưng mà cũng đông lắm. Cá này hình như là cá tầm á cô chú anh chị. Dung nói với ông xã Dung là cá này ăn rất là ngon. Trong này quá trời đông luôn á cô chú anh chị, đông người lắm. Mà ý là mình đi không có ngay á. Dung để cho cô chú anh chị cùng tham quan với gia đình Dung như là cô chú anh chị đang đi du lịch với gia đình mình vậy đó. Tại vì khi mà mình tới cái chỗ này á, mình nhìn cá cũng qua cái lồng kính thôi à.
Trong này có những cái loài hải mã rất là ngộ luôn mà hồi bây giờ á cô chú anh chị là ít rồi á, hồi xưa cái lúc mà Dung đi ha là nó có mấy cái tủ luôn mà nhiều màu sắc đẹp lắm mà bây giờ không thấy nữa. Cái này là chùm san hô thì phải, nó đẹp lắm cô chú anh chị, mình nhìn thấy nó thở luôn á. Ở đây cái tủ này thì có rất là nhiều loài cá đuối. Le requin il est encore au fond, on voit doucement chérie, on a beaucoup de choses, regarde. Tụi nhỏ nó không có chịu ngừng, nó đòi đi thẳng vô trong cái chỗ mà có cá mập đó cô chú anh chị. Wow, les poissons. Ouais, beaucoup là. J'aimerais pas quoi ici. Aussi, il y a des poissons. C'est que des poissons. T'as déjà essayé? Oh, il y a Đây là người ta đang cho cá ăn đó, gãy mồi xuống nó tụ lại quá chừng luôn. À, tới khúc này là có cá mập rồi đó cô chú anh chị. À, nhìn mấy cái này giống như là mấy cái nấm á, dưới biển á cô chú anh chị. À, nhìn đó nó sống nó thở rồi nó đẹp gì đâu luôn á mà đủ màu sắc hết. Je vous lis, on est comme dans la mer, dans l'océan, vous voyez que ça il bouge encore. Oh là là, regardez, et ces poissons sont jolis, ils violets. Ah ouais, mais violet et jaune. Ah ouais, c'est joli. Il y en a un autre qui se cache. Oui, oui. Celui-là, il est marron un peu et jaune, oui. Celui-là. Có cái loại cá màu tím vàng đó với lại màu vàng đà nâu của chú anh chị, nhìn đẹp lắm. Nhìn như cá ly thi á. Ils ont pas des cailles, on dirait du velours. Papa, ouais. Oh, j'ai trop de place. C'est là qu'à papa, c'est grand, papa. Et moi, j'aime bien lui, là. Ouais, ouais. Avec la vie, là, c'est avec une. C'est marrant, il faut. Il doit être là, non? On change. Papa, le fais-tu, là, comme ça. No, è un troppo. Ti guarda lì. Ma che meraviglia. Dio, guarda come va.
Vô trong này thì mỗi loại cá thì họ có để cho mình cái chú thích tên rồi cái thì cái kia hết á. Nhưng mà Dung không có quay như cô chú anh chị nhớ nhiều quá rồi. Bên này tới đây là cái bể cá lớn rồi à, trong này thì có cá mập, cá đuối rất là to luôn. Nhưng mà bây giờ là ít rồi đó cô chú. Cái lúc mà Dung đi là nhiều lắm. Và nhiều loài cá lạ nữa, rùa to, rùa nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ là ít rồi. Chắc nó chết, già quá, nó chết bớt rồi đó à. Thì tới đây á, mình đóng phí. Nếu mà mình muốn đi lặn á, là mình mua vé 300 euro là mình được lặn với thợ lặn. Người ta lặn kèm với mình đó à, mình cho cá mập ăn nè. À, rồi à, kiểu như chơi với cá mập rồi này kia đó à, hoặc là mình lặn ở ngoài khơi à, đi lụm sò lụm này lụm kia đó là 300 euro một vé cho một người. Và khi mà mình đi chơi ở bên này á thì mình muốn du thuyền cũng được nè, rồi mình thuê cano cũng được, thì ai có tiền thì chi nhiều thôi à, nhưng mà mình thì có con nhỏ thì Dung chỉ đi dạo vòng vòng thôi. Dung cũng xin dừng cái video tại đây nha cô chú anh chị à, tại vì chỗ này nó rất là lớn luôn, cho nên Dung quay rất là nhiều. Mà vô hết một cái video thì nó dài lắm, thì Dung chia làm đôi. Thì Dung xin dừng cái video tại đây. Và Dung cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video à, tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo à, chúc cho cô chú anh chị nhiều sức khỏe. Và cô chú luôn ủng hộ kênh Dung nhé. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.